Thời gian qua, công an các địa phương trong tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn triển khai các văn bản kế hoạch huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn cùng chung tay vào cuộc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng. Đến nay, 10 trên 10 huyện đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, Tính đến hiện tại, toàn tỉnh xây dựng được 524 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Điểm chữa cháy công cộng thường đặt tại các ngõ hẻm có chiều dài từ 50m trở lên, tập trung đông dân cư mà xe chữa cháy không tiếp cận được. Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, kịp thời xử lý ban đầu các tình huống cháy nổ khi mới phát sinh, làm giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.